chưa phán. Mình xin chào nhà nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà, cô dì chú bác, bạn bè gần xa đang xem video mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xem em rừng. Đi có em mình sẽ ghi hình lại cho anh chị em cô bác bạn bè nhìn thấy cho vui nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi xem em trên mọi miền tổ quốc xem thật nhiều em nhé. Và cả nhà đồng hành mình đi xem em nhé. Hello nha nhé, mình sẽ review nha, xem tô ông bảo vệ khá to, siêu to khổng lồ luôn này anh chị em cô bác ơi. Anh thông quan lại xem. Wow, đứng đâm keo mũi quá trời luôn. Em không sợ mà sợ mũi à. Tô rất to luôn anh chị em cô bác ơi. Anh đem cái keo khô à. Khá to luôn. Hôm nay mình đi xem em với anh đồng nghiệp này. Hello, cả nhà. Chào, anh chơi cái bộ đồ mới len keng này. Đây review bộ đồ nói len keng anh nói len keng bây giờ khai trương. Bộ ông chắc tôi mày cũng vừa luôn rồi chứ. Mấy sáu. Mấy sáu cho tôi cũng vừa rồi. Qua rồi nó nặng. Bây giờ anh em chinh phục tụi ông bảo vệ đây. Anh nhà đồng hành video nhé. Chinh chinh phục tụi ông bảo vệ anh cây. Chú thôi chặt. Ui, khá to luôn. Ui, không được đâu bạn ơi. Đầu quay đi. Quay đầu à. Đó. Ui, không được đâu bạn ơi. Đầu ra đầu rồi. Đó. Bể luôn hả? À, quay. Rồi đừng quay đây. Cụ rất là to nè các bạn. Đó. Đồng nghiệp mình đưa lên gọi tên tụi em này nha. Ui, siêu phẩm. Ui, siêu phẩm á. Ừ. Khá là to. Không biết bánh nhầm luôn anh chị bác ơi. Wow, cái miệng hàng anh chị em bác rất bánh nhỏ dữ rồi. Chắc khó cầm ha. Đấy, nhầm con máy này anh chị em bác ơi. Một tầng này, hai tầng, một tầng, hai, ba, bốn, năm. Ủa, sáu tầng luôn. Bắn rớt cái này nữa là bảy tầng luôn rồi chứ. Bảy tầng luôn, nhỏ lớn bảy tầng luôn. Rồi video này kết thúc nha anh chị em cô bác. Để có tụi khác về cho anh em khác xem nhé. Mình xin chào nhà nhé. Đây, mình đến đây phát hiện tụi em bảo vệ thứ hai đây. Anh chị em ơi, tụi khá to luôn. À, ngoài chín giường này. Đấy, khá to luôn. Đây, coi đây giữa leo. Coi đây nhánh rồi nó nhiều. À, đi tối nhìn xe từ xa mấy chục mét cũng thấy rồi. Nhìn cái kêu lớn rồi, nhìn cách 20 mét là thấy tụi ông mà. Cũng khá to luôn. Trong lòng rất chi là dễ thương luôn mày. À, cho đồng nghiệp giờ mặc đồ lên chinh phục của ông bảo vệ đây nha, đồng hành video mình nhé. Bây giờ đồng nghiệp bắt đầu lên chinh phục của ông bảo vệ đây, anh chị em cô bác ơi. Leo giống khỉ quá.
Đấy, nó chưa buông ra luôn không? Đấy, bắt đầu rào đấy. Mình tiếp đi. Đây, dọn mấy nhánh khô anh chị bác rồi. Kêu rất nhiều nhánh luôn. Đây, tụi em xác từng cái đi xe rồi chạy. Đây, từng cái đi rồi đây. Nhanh kêu bị to đấy vào nó bị bị ông dành là to rớt liền. Ông đứng nhanh dưới đây ông chặn được còn gì lên tới đó vậy. Ông bị ra đồng khiếp không anh chị em gấp rồi xuống tới mình luôn rồi. Ôi, không biết không? Đen ngựa luôn à. Dâm đầy nha chị em này. Bởi bị xuống tông dưới đây ông bởi á. Quả số rất to luôn anh chị em bác ơi. Anh dâm mấy lại cho anh chị bác xem này. Bị xuống tông rầm rầm với mình luôn á. Ôi, bu đen đồng nghiệp đó rồi. Không thiếu. Lấy được chờ vừa tha cái sách xuống được chứ sách không có giờ đâu. Ờ thay. Thay chứ đâu có gì đâu đâu mà. Ôi, bị tấn công tôi rầm rầm mày. Nát cũ không ừ. Ông chặt cho chỗ ông từ từ nó rồi. Chặt chuyện nó rớt cái bạch đó. Chặt khá to anh chị đó. Wow, cái tụ to. Khá rửa xuống đi. Wow, em tấn công mình quá trời luôn. Ui ôi, hên được đấy. Wow, bu gì mà nó luôn. Đứng dưới góc mà, làm hung rồi. Em cũng làm hung rồi. Xuống từ từ nha. Wow, cái tổ to, không kiếp rồi. Wow, bu gì tôi ở đây. Đứng dưới góc mà dày hết luôn rồi. Wow, phun riết rồi tụi. Dâm mẹ. Phun riết rồi. À, anh chị quét ơi. Tụi phun riết không? Wow. Rất chi là to luôn. Không lô luôn. Wow, nhộng mày cứ không? Khá đẹp luôn. Đấy có cái mà. Wow, nhộng rất mới luôn. À, một tầng, hai tầng, ba, bốn. Bốn, năm tầng bánh luôn. Nhộng chén hết luôn rồi anh chị mình. Và video đây kết thúc nha. Anh chị mình bác đi có được cáo về cho anh chị mình bác xem tiếp nhé. Nó mình gắn rồi. Gắn.